Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Nabốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Nabốt rằng: "Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc." Nhưng Nabốt thưa lại với Ahab rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi." Ahab vào đền mình buồn và giận bởi cớ lời Nabốt người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng: "Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi." Ahab nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: "Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn?" Người đáp: "Vì ta có nói chuyện với Nabốt người Gít-rê-ên rằng: hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác." Song người đáp lại rằng: "Tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi." Hoàng hậu Giê-sa-bên bèn nói rằng: "Có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên." Giê-sa-bên viết thơ nhân danh Ahab, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Nabốt và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy: "Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Nabốt ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi." Những người của thành Nabốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Nabốt ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Nabốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng: "Nabốt có rủa xả Đức Chúa Trời và vua." Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng: "Nabốt đã bị ném đá và chết rồi." Khi Giê-sa-bên hay rằng Nabốt đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng: "Hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Nabốt người Gít-rê-ên đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Nabốt không còn sống nữa, đã chết rồi." Nghe tin Nabốt đã chết, Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-sê-be rằng: "Hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Nabốt đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabốt thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi." Ahab bèn nói cùng Eli rằng: "Ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à?" Eli đáp: "Phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam con trai Nebat và giống như nhà Baesha con trai Ahiya." Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên mà rằng: "Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành lũy Gít-rê-ên. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết tại trong thành
sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật, chẳng có ai giống như Ahab buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorit làm là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Ahab nghe lời của Eli nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-sê-bê mà rằng: Ngươi có thấy thế nào Ahab hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Chương 22. Trong 3 năm, Syria và Israel không có giặc. Năm thứ 3, Josaphat vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tớ mình rằng: Các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? Chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syria sao? Đoạn người nói với Josaphat rằng: Vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramoth trong Galaad chăng? Josaphat đáp với vua Israel rằng: Tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, và ngựa tôi như ngựa của ông. Song Josaphat nói với vua Israel rằng: Tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy vua Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng: Ta có nên đi đánh Ramoth tại Galaad hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng: Hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng: Ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Vua Israel đáp với Josaphat rằng: Còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Josaphat nói rằng: Xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn đòi một hoạn quan mà bảo rằng: Hãy lập tức mời Mi-chê, con trai Diêm-la đến. Vả vua Israel và Josaphat, vua Juda, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari, và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai Kenana, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó. Và hết thảy tiên tri đều nói một cách mà rằng: Hãy đi lên Ramoth trong Galaad, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Vả sứ giả đã đi mời Mi-chê nói cùng người rằng: Những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Nhưng Mi-chê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn ta. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng: Hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hãm đánh Ramoth trong Galaad hay là chẳng nên đi? Mi-chê đáp: Hãy đi, vua sẽ được thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với người rằng: Biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi, chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ Mi-chê đáp rằng: Tôi thấy cả Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng: Những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng Josaphat rằng: Tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? Mi-chê lại tiếp: Vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, và cả cơ binh trên trời đứng chầu ngài bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai sẽ đi dụ Ahab để người đi lên Ramoth trong Galaad và ngã chết tại đó?
người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng, dụ cách nào? Thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng, phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua. Bây giờ Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đến gần Mi-chê, vả vào má người mà rằng, thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi? Mi-chê đáp, trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng, hãy bắt Mi-chê, dẫn đến cho A-môn quan cai thành, và cho Giô-ách, con trai của vua, rồi hãy nói rằng, vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó, cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê tiếp rằng, nếu vua trở về bình an, thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Người lại nói, hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Vậy, vua Israel đi lên Ramốt trong Gala-át với Giô-sa-phát vua Giu-đa. Vua Israel nói cùng Giô-sa-phát rằng, tôi sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua. Như vậy, vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Vả vua Syria đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng, các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy, khi các quan coi xe thấy Giô-sa-phát thì nói rằng, ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Giô-sa-phát kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ, có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel, trúng nhầm người nơi giáp đâu lại. Vua nói cùng cả đánh xe mình rằng, hãy quay cương lại, dẫn ta ra ngoài hàng quân, vì ta bị thương nặng. Nhưng trong ngày đó thế trận thêm dữ dội. Có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân Syria. Đến chiều tối, vua chết, huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Lối chiều, trong hàng quân có ra truyền rằng, ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thay vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari, là nơi những bợm buôn hương tắm, và có những chó liếm máu người y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các chuyện khác của A-háp, những công việc người làm, cái đền bằng ngà người cất và các thành người xây đều chép trong sử ký về các vua Israel. Vậy A-háp an giấc cùng tổ phụ mình, và A-cha-xia con trai người kế vị người. Năm thứ tư đời A-háp vua Israel thì Giô-sa-phát con trai A-sa lên ngôi làm vua Giu-đa. Giô-sa-phát lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là A-su-ba, con gái của Si-chi. Người đi theo đường của A-sa cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Giô-sa-phát và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Các chuyện khác của Giô-sa-phát, dõng lực người, những giặc giả người đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Người trừ diệt những bợm vĩ gian còn lại trong xứ từ đời A-sa cha mình. Bây giờ dân Ê-đôm không có vua, có một quan trấn thủ cai trị. Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si đặng đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đi đến đó được, bởi vì tàu vỡ ra tại Ê-si-ôn-gê-be. A-cha-xia, con trai của A-háp, nói với Giô-sa-phát rằng, hãy cho phép các đầy tớ ta đi tàu với các đầy tớ ông.
Nhưng Giô-sa-phát không chịu. Giô-sa-phát an giấc với tổ phụ mình, được chôn với họ trong thành David cha người, và Giô-ram con trai người kế vị người. Năm thứ 7 đời Giô-sa-phát vua Giu-đa thì A-cha-sia con trai A-háp lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình, cùng theo đường của Jeroboam con trai của Nebat, là người xui cho Israel phạm tội. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Thi Thiên 117. Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các dân khá ca tụng Ngài, vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta, sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Sách Jonah chương 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá trời dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Kế đó chúng nói cùng nhau rằng: hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng: khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì và từ đâu mà đến? Xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: ta là người Hebrew, và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và bảo người rằng: ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng: chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng: hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài. Chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Chương 2. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài. Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi.
vực sâu vây lấy tôi tư bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô. Chương 3. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Vả Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng, hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ, Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Chương 4. Bây giờ Giô-na rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài. Ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Bây giờ Giô-na ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời dọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả,
lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.